Chào tất cả mọi người nha. Sáng hôm nay em lên đây em chỉ quay trả hàng cho mấy anh thôi chứ em không có quay test nha. Đây là một con máy em có test trên TikTok rồi đó. Một con máy này là con máy 16 phép nhỏ, chuyên xông một vợt. Công tắc bên này á là tắt trộn nè, bên đây là mở trộn tịt tịt nè. Đây là tần số mạnh yếu nè. Còn bật công tắc kế cái nút màu đen này là bật lên á là áp 400 nè, bật xuống là áp 350 nè, quấn nước đục nước phèn nha. Bật lên là quấn nước ngọt trong rồi nha. Còn đây là cái máy sạc bình, cái sạc bình 200A của anh Quyền. Đây là sạc bình 200A của anh Quyền, có mạch sạc đầy tự động ngắt đầy đủ hết trơn nha. Còn đây là một con máy của anh khách ở Ninh Bình nha. Đi áp 600W mà quýnh cá rô phi không chết, quýnh nước lợ không chết. Là lý do là chỗ cái bo lái này nó có vấn đề nha. Và không biết là cái anh làm nhà hay là thợ nào làm thì mình không biết. Mình cũng không biết, không rành cái máy này của ai nha. Mình chỉ nói vậy thôi. Mình đã can thiệp vào cái phần lái IGBT này nên bây giờ cái máy này chạy ok ổn định rồi ha. Còn đây là con máy của anh Go nha. Nha, máy này máy 16D của anh Go, 16D Huyền Thoại. Rồi chào tất cả mọi người nha, ai có đặt hàng thì liên hệ với mình qua số điện thoại 0357 967 397, gặp Tú. Gọi trực tiếp nha mọi người nha, rồi em tư vấn. Nếu mà không có tiền thì cứ gọi nói anh ơi gọi lại cho em, rồi ok em sẽ gọi lại.